hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS M142 là một hệ thống phóng tên lửa và tên lửa đa năng hạng nhẹ được công ty Lockheed Martin phát triển cho quân đội Mỹ vào cuối những năm 1990. Xe dựa trên khung gầm xe tải M1140A16X6 tiêu chuẩn của lục quân. M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo là phiên bản thu gọn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 LRS nổi tiếng. Hệ thống M142 sử dụng dàn phóng dạng mô đun và hệ thống kiểm soát hỏa lực gắn trên xe tải bánh lốp tiêu chuẩn nặng 5 tấn với kích pháo thủ 3 người vận hành. Tổ hợp pháo phản lực dẫn đường chính xác M142 HIMARS mang được một container với 6 đạn rocket cỡ 227mm hoặc một tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM 140 ATACMS. Tầm bắn của các loại đạn trang bị cho M142 như sau: đạn M26 32km, đạn M26A1A2 45km, đạn M30M31 70km. Tổ hợp có thể phóng tên lửa MGM 168 Block EVA, biến thể mới nhất của MGM 140 ATACMS, tầm bắn lên tới 300km. Thời gian phóng loạt 6 rocket là 20 giây. Vùng sát thương của loạt đạn có diện tích vào khoảng 78,5 hecta, sai số chỉ trong khoảng 10m. Các container dễ dàng tháo rời khỏi xe phóng để tái nạp trong vòng 5 phút. Xe mang phóng tự hành của tổ hợp chạy được với tốc độ tối đa 85km/h, tầm hoạt động 480km. Cabin của xe có khả năng chống đạn vũ khí bộ binh nhẹ cũng như mìn chứa 6kg thuốc nổ được kích hoạt dưới gầm. Tên lửa có khả năng dẫn đường và dẫn đường được cải tiến, bộ thu GPS toàn cảnh, hệ thống thiết bị truyền động điều khiển, Control Actuator System, cất và bộ điều khiển điện tử, Electronic Control Unit, UC được cải tiến và ngòi đáng tin cậy hơn.